Thưa quý vị, chiều nay 29 tháng 9, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào riêng của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đồng chí Nông Đức Mạnh dù ở cương vị công tác nào cũng luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí Nông Đức Mạnh luôn luôn có tác phong gần gũi với quần chúng, giữ nguyên tắc tôn trọng và giữ mối quan hệ đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ đi sau. Nhân dịp này, một lần nữa, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí, kính chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mong đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân, và đặc biệt là chúc đồng chí trẻ mãi. Bày tỏ vinh dự được đón nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đồng chí Nông Đức Mạnh nêu rõ, từ khi tham gia hoạt động cách mạng và 60 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, qua nhiều lĩnh vực và cương vị công tác, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước chăm lo giáo dục, rèn luyện, trong đó sự giúp đỡ rất lớn của đồng chí, đồng nghiệp và của nhân dân. Với trách nhiệm đảng viên, đồng chí nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng và đường lối của Đảng, luôn thấm nhuần đạo lý về tình thương và lẽ phải, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11 tháng 9 năm 1944 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí vào Đảng vào ngày 5 tháng 7 năm 1962, Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 6 đến khóa 10, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 7, 8, 9, 10, Chủ tịch Quốc hội khóa 9, 10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, 10. Thưa quý vị, hôm nay tại Quảng Ninh, Bộ Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các bộ ngành địa phương. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và 186 nữ lãnh đạo các bộ ngành, nữ lãnh đạo chủ chốt của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lớp tập huấn tập trung chia sẻ, trao đổi về nội dung, lãnh đạo và đổi mới sáng tạo. Thông qua chuyên đề, các học viên có cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ những chuyên gia, đồng nghiệp những vấn đề mới, mở ra một tầm nhìn mới với tư duy đổi mới, phù hợp với xu thế thời đại. Công tác cán bộ nữ luôn được các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác cán bộ, bảo đảm bám sát các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Những năm qua, nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng, phát huy và khẳng định vai trò giới nữ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của tỉnh và thành phố. Chuyển
Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình cho biết mưa lũ đã làm thiệt hại nặng về người và tài sản trên địa bàn. Đặc biệt, mực nước tại sông Bôi cao 1.329cm, vượt ngưỡng báo động 3 là 29cm. Mưa lũ đã cuốn trôi một người dân tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong vào ngày 27 tháng 9. Đến 15 giờ 20 phút ngày 28 tháng 9, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Mưa lũ kéo dài đã làm ảnh hưởng 98 nhà dân, hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị ngập úng, cùng hàng trăm con gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện, xã bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông đi lại. Một số vị trí ngầm bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến giao thông bị chia cắt. Tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ như thực hiện trăng dây, cắm biển cảnh báo, cử người canh gác, không để người và phương tiện đi qua các khu vực ngầm tràn, tổ chức các biện pháp tiêu thoát úng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, những ngày qua trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to đến rất to, gây lũ ngập lụt sạt lở đất đá tại nhiều địa phương. Ủy ban nhân dân xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cho biết trên địa bàn xã đã có một người mất tích từ 4 giờ sáng ngày 28 tháng 9. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy. Hiện một số địa phương đã không còn mưa nhưng thiệt hại và nguy cơ vẫn còn, nhất là tình trạng sạt lở đất đá và lũ quét vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính quyền các địa phương đang tiếp tục rà soát sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, triển khai phương án hỗ trợ lương thực thực phẩm, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đã có 8 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại. Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã khiến 6 người chết do lũ cuốn và 2 người mất tích. Hơn 500 ngôi nhà bị sập, hỏng hóc, nhiều công trình phòng chống thiên tai và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Hiện các địa phương đã triển khai ứng phó và sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ. Để chủ động ứng phó với tình hình thiên tai trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm người mất tích, kịp thời đưa nhu yếu phẩm đến các hộ có nguy cơ thiếu đói, rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm, ngầm tràn, gần sông suối, điểm sạt lở. Thưa quý vị, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đóng tại thành phố Đà Nẵng vừa cứu nạn thành công một thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài bị chấn thương sọ não trên biển. Sáng nay 29 tháng 9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được tin báo một thuyền viên người nước ngoài trên tàu DHT Sundarbans bị chấn thương sọ não khi đang hành trình từ Trung Quốc đi Singapore. Trung tâm đã điều tàu SAR-412 ra khơi thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho thuyền viên. Sau khi tiếp cận được thuyền viên bị nạn, triển khai công tác cấp cứu tại chỗ, lực lượng cứu nạn đã chuyển nạn nhân lên tàu SAR-412 để chăm sóc y tế tích cực. Đến 13 giờ, nạn nhân đã được đưa về Đà Nẵng, chuyển viện địa phương tiếp tục điều trị. Thưa quý vị, sau rất nhiều năm yên ắng thì nay dịch bạch hầu đang có nguy cơ trở lại với diễn biến phức tạp. Mới đây thì tỉnh Hà Giang đã ghi nhận hơn 30 ca mắc bệnh bạch hầu, ghi nhận một trường hợp tử vong. Trước đó, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, tỉnh Điện Biên cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc bạch hầu, có 1 ca tử vong. Dịch bệnh quay trở lại đã khiến nhiều người dân lo lắng. Ghi nhận tại các trung tâm tiêm chủng, tỷ lệ người đến tiêm phòng vaccine bạch hầu có xu hướng gia tăng. Em bé này được mẹ cho đi tiêm 2 mũi vaccine 6 trong 1, trong đó có ngừa bệnh bạch hầu. Vì dịch đang gia tăng nên gia đình cố gắng cho bé tiêm đúng lịch để ngừa bệnh. Bây giờ cũng đang có cái dịch bạch hầu trên Hà Giang đấy, cũng nguy hiểm nên là mình cũng đi tiêm đầy đủ cho con. Có cái vaccine bạch hầu này thì con cũng có kháng thể tốt hơn cho cơ thể và tránh được phòng bệnh hơn. Không chỉ riêng trẻ em, trong thời điểm dịch bạch hầu đang có xu hướng quay trở lại, nhiều người lớn cũng chủ động đi tiêm vaccine phòng bệnh. Thời gian gần đây đọc ở trên nhiều các cái báo đài mạng Internet ấy, là nói về nhiều về cái sự gia tăng của cái bạch về cái bệnh bạch hầu ấy, tôi cũng khá là lo lắng băn khoăn. Hơn nữa là bản thân mình thì đang cũng có nhu cầu muốn được mang bầu, thế nên là đến đây thì các bác sĩ cũng tư vấn là nên tiêm cái vaccine đấy, vì vaccine đấy nó phù hợp. Thống kê tại hệ thống tiêm chủng VNVC cho thấy thời gian gần đây tỷ lệ người đến tiêm vaccine bạch hầu tại các trung tâm trên cả nước có xu hướng gia tăng, có thời điểm lên tới 300%.
Trong thời gian vừa qua, giữa diễn biến phức tạp của vấn đề về bệnh bạch hầu đang quay trở lại, thì ghi nhận là người dân từ trẻ em đến người lớn đi tiêm phòng vaccine bạch hầu gia tăng rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Bệnh bạch hầu là một trong những bệnh nguy hiểm và được bảo vệ rất tốt khi mà tiêm phòng vaccine, hiệu quả bảo vệ trên 97%. Từ năm 1985 đến nay, trẻ em ở Việt Nam được tiêm chủng đầy đủ, nên đã tạo ra hệ miễn dịch, trở thành lá chắn để phòng bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ từ vaccine bạch hầu không tồn tại bền vững mà giảm dần, khiến bệnh có thể xâm nhập. Người dân cần lưu ý các mũi tiêm nhắc cho cả trẻ em và người lớn như sau. Từ 4 đến 7 tuổi, từ 9 đến 15 tuổi. Người già từ 50 tuổi trở lên, người lớn có bệnh mãn tính ở phổi, tim mạch, thận. Thai phụ cần tiêm vaccine bạch hầu trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ. Thưa quý vị, Việt Nam đang sẵn sàng cho sự mở rộng đột phá của ngành bán dẫn với nhiều tiềm năng và lợi thế. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia trong Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam năm 2023 được tổ chức vào sáng nay. Với chủ đề kết nối Việt Nam với hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á, các diễn giả nhận định Việt Nam có đủ năng lực phát triển công nghiệp bán dẫn với một hệ thống chính trị được đánh giá ổn định, vị trí địa lý thuận lợi. Chính phủ Việt Nam rất quan tâm việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam. Việt Nam hiện nay là cứ điểm của 3 công ty đóng gói lớn nhất trên thế giới, Intel, Amkor và Hana Micron. Và xu hướng trong tương lai hoạt động đóng gói tại Việt Nam sẽ còn được mở rộng. Đồng thời trong hoạt động thiết kế và trong hoạt động thiết kế vi mạch, hiện đang có rất nhiều công ty hàng đầu thế giới cũng đang hoạt động tại Việt Nam. Các kỹ sư Việt Nam đang cùng cung cấp các sản phẩm chất lượng trong hệ sinh thái của công nghiệp bán dẫn. Ngành công nghiệp bán dẫn và vi mạch được coi là một trong những ngành công nghiệp quan trọng với doanh thu hàng trăm tỷ đô la Mỹ và trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Những năm gần đây, công nghiệp bán dẫn và vi mạch chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong bối cảnh và xu thế phát triển của giai đoạn mới, Việt Nam cũng đang sẵn sàng cho sự mở rộng đột phá của ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng để mà đón một cái làn sóng đầu tư mạnh về công nghệ, đặc biệt là các công nghệ cao. Bán dẫn chỉ là một trong số đó. Thì là Việt Nam sẽ cần có nhiều các sự chuẩn bị từ giờ đến năm 2024, đặc biệt là vấn đề về việc cung cấp các nguồn nhân lực đầy đủ để mà cung cấp cho các cái công ty mà sẽ đầu tư ở Việt Nam, chuẩn bị về cơ sở hạ tầng và các chính sách. Trước những biến đổi lớn của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới, các quốc gia ASEAN và Việt Nam cần nhanh chóng thích nghi để tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam có một lực lượng lao động dồi dào trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ phù hợp với ngành bán dẫn, có những đơn vị nghiên cứu đào tạo uy tín trong lĩnh vực bán dẫn và các doanh nghiệp lớn có nguồn lực và sẵn sàng hợp tác phát triển ngành bán dẫn. Đó là những tiền đề để Việt Nam có thể trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn, không chỉ phục vụ nhu cầu của Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu khu vực và thế giới. Nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hôm nay Liên đoàn Thương mại và Công thương Việt Nam đã tổ chức hội thảo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường. Năng suất chất lượng là một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, làm giảm giá thành, cải thiện chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khó khăn của nhiều doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển thị trường, doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp quản trị và đổi mới sáng tạo, đầu tư, nghiên cứu phát triển, áp dụng công nghệ mới, sáng tạo trong thương mại và xây dựng dự án kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp nên tham gia vào chuỗi cung ứng, tăng cường khả năng liên kết để hàng hóa đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn theo các hiệp định thương mại tự do FTA. Sáng nay tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra khai mạc triển lãm sản phẩm kết nối các doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI, thu hút hơn 200 tổ chức doanh nghiệp tham gia.
Triển lãm sản phẩm kết nối các doanh nghiệp phụ trợ và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI đã giới thiệu, quảng bá sản phẩm thành tựu về phát triển công nghiệp, đồng thời là cầu nối để các doanh nghiệp phụ trợ các nhà đầu tư, nhà sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng có cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, kết nối trao đổi kinh nghiệm hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và cung ứng dịch vụ đào tạo trong nước, học hỏi kinh nghiệm quản trị, điều hành và phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kết nối nhu cầu mua bán nhằm tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu với các ông lớn FDI, thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong tương lai, góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước, với mục tiêu xây dựng và hình thành các hệ sinh thái sản xuất tại Hải Phòng nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu và đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố. Thưa quý vị, ngày hôm nay, tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ triển khai thi công dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy nối hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng. Dự án dự kiến sẽ được triển khai đầu tư ngay trong năm 2023 và đầu năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 87 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, được tách thành dự án độc lập, dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Đây là một trong các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của các tỉnh ven biển, mang tính liên kết vùng đồng bằng sông Hồng, rút ngắn thời gian và khoảng cách di chuyển giữa các tỉnh phía Nam, tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đi Hải Phòng và ngược lại. Sau một thời gian dài, trục cao tốc xương sống ở miền Tây gần như đứng hình vì thiếu cát, sự kiện Đồng Tháp bàn giao mỏ cát trên sông Tiền cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 CTCP, gọi tắt là CC1, như giải được cơn khát cho tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Đồng Tháp, địa phương đầu tiên bàn giao mỏ cát cho nhà thầu thi công cao tốc khai thác là CC1 theo cơ chế đặc thù của chính phủ, cho thấy sự chủ động của tỉnh trong phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, việc khai thác sử dụng nguồn cát được các nhà thầu rất trân trọng và cẩn trọng. Số lượng cát khai thác sẽ được sử dụng đúng mục đích quy định nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang-Cà Mau. Tuy nhiên là cái phần liệu cát thì bây giờ mới đưa vào công trường theo cái chiều dài tuyến mới chỉ đạt được khoảng 30%, chưa đến 30%. Thì như vậy thì cái lượng cát nó đang thiếu rất nhiều. Cái vướng mắc lớn nhất đó là vật liệu cát đắp nền. Thì tổng cái khối lượng của cát đắp nền của dự án là 18,5 triệu khối. Thì hiện nay cả Cần Thơ, cả đoạn tuyến, cả Cần Thơ đến Cà Mau thì chỉ mới đáp ứng được, mới có cung ứng được khoảng 370.000 khối. Một khối lượng rất là nhỏ. Theo nhu cầu vật liệu cát đắp nền tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khoảng 18,46 triệu mét khối, trong khi nguồn vật liệu cát khu vực đang gặp khó khăn, chưa có giải pháp thay thế hiệu quả. Trước đó, tỉnh Đồng Tháp đã bố trí cho dự án 371.000 mét khối từ nguồn tăng công suất các mỏ đang khai thác, nhưng cũng chưa thấm vào đâu do nhu cầu của dự án rất lớn. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các sở ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định đối với 4 mỏ còn lại đã được tỉnh Đồng Tháp giới thiệu. Trữ lượng các mỏ cát này khoảng 2,8 triệu mét khối, phấn đấu đưa vào khai thác trong tháng 10 tới. Cái mong muốn rất là cần bức thiết cho dự án hiện nay là tỉnh An Giang sẽ xử lý được 1,1 triệu khối đó về ngay cho dự án để triển khai các cái hạng mục công việc cần thiết trên dự án. Thứ hai là hiện nay là đối với tỉnh Đồng Tháp thì tỉnh Đồng Tháp cũng đang sát sao để mà cùng với Ban Mỹ Thuận để mở các cái mỏ mới cũng như tăng công suất lên. Thì hiện nay tỉnh Đồng Tháp và cái tỉnh Vĩnh Long cũng đang cùng đồng hành với Ban Mỹ Thuận để xử lý. Cùng với việc tăng công suất không quá 50% các mỏ đang khai thác để đảm bảo nguồn cung cho dự án trong năm 2023 là 3,3 triệu mét khối, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục rà soát các mỏ mới trên địa bàn tỉnh để giới thiệu cho nhà thầu khảo sát, tiến hành các thủ tục khai thác, đảm bảo cung ứng đủ 7 triệu mét khối cát cho tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội vừa phát đi thông tin chung quanh dự án đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến số 5, Văn Cao, Ngọc Khánh, Láng, Hỏa Lạc, tuyến Metro số 5. Ngày 5 tháng 9, Hội đồng Thẩm định Nhà nước đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 65.400 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội, được đầu tư một lần, không thực hiện phân kỳ đầu tư.
tuyến metro số 5 Văn Cao Ngọc Khánh Láng Hòa Lạc sẽ theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài 38,43 km với 21 nhà ga. Dự án đi qua các quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất của thành phố Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu bổ sung thêm hai đối tượng trong đợt tổng kiểm tra là chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm 100% đối với hai đối tượng trong đợt tổng kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, gồm các loại hàng hóa, khí dễ cháy, chất lỏng dễ cháy, pháo hoa, chất rắn dễ cháy. Các nội dung kiểm tra rà soát hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 10. Đối với tất cả chung cư, nhà ở có nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, phải tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy. Tại buổi diễn tập, tất cả các căn hộ phòng trọ tại loại hình trên phải có ít nhất một người tham gia. Sáng nay, Đảng ủy khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến tại hội thảo đã đề xuất nhiều ý tưởng quy hoạch và phát triển thủ đô, đồng thời làm rõ những điểm nghẽn làm hạn chế sự phát triển của thủ đô trong những năm qua. Từ năm 1954 đến năm 2022, Thủ đô Hà Nội có 7 lần nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, với 4 lần được phê duyệt chính thức. Sau những lần điều chỉnh quy hoạch, thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển nhanh, tạo nên bộ mặt đô thị văn minh hiện đại có bản sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là động lực phát triển của cả nước. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, với vai trò là trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của cả nước, thành phố Hà Nội cần phải được quy hoạch để phát huy tối đa vai trò dẫn dắt và kết nối với các địa phương. Trên cơ sở quy hoạch này, chúng ta có kiến nghị những cái điểm biện pháp rất là mạnh. Tôi nói ví dụ như bây giờ là vấn đề về cái điều tiết vùng nó như thế nào, thì vai trò Hà Nội trong vấn đề cơ chế điều tiết vùng, hay là vấn đề chúng ta liên quan tới cái việc mà phân công lao động, mà cái phân công lao động này nó phải dựa trên cơ sở lợi thế so sánh của từng địa phương. Và như vậy chúng ta chấp nhận rằng là anh có lợi thế so sánh này, tôi có lợi thế so sánh khác, chúng ta cùng bù trừ cho nhau để cùng phát triển, thì những điều này nó là cái điều mà rất là quan trọng. Một số ý kiến cho rằng sự phát triển hạ tầng đô thị ở nhiều khu vực không tuân thủ đúng theo quy hoạch đã gây ra nhiều hệ lụy như quá tải cơ sở hạ tầng xã hội, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông. Vì vậy, quy hoạch thủ đô lần này rất cần có những chính sách, định hướng phát triển, cải tạo không gian công cộng, không gian xanh, vành đai xanh của đô thị trung tâm, đặc biệt là khu nội đô lịch sử và khu nội đô mở rộng. Chúng ta nhìn thấy cái đô thị của cái hệ thống vành đai xanh này đang bị xâm phạm cũng không phải là ít, và cái cấu trúc của hệ thống vành đai xanh này khi bị chia cắt nhỏ và nó trở thành những cái yếu tố rời rạc, thiếu cái sự kết nối thành tuyến, thành trục tiến tới để một cái đô thị Hà Nội xanh, thì chúng ta cần phải có những cái hoạch định và có những cái cơ chế chính sách nhất định. Nhiều ý kiến cũng cho rằng trong định hướng quy hoạch cần làm rõ yếu tố điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô Hà Nội, đặc biệt là các đặc thù về văn hóa, lịch sử, về địa lý, tự nhiên, môi trường, khí hậu, nguồn nhân lực, để xác định được những tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội. Thưa quý vị, Tết Trung Thu là một trong những lễ hội cổ truyền của Việt Nam. Dẫu cho qua bao biến thiên của thời gian, thì Tết Trung Thu vẫn luôn mang những giá trị thiêng liêng của người Việt. Nhiều giá trị tốt đẹp của Tết Trung Thu cổ truyền vẫn đang tích cực lan tỏa trong cộng đồng nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Nhiều năm qua, những sự kiện, lễ hội Trung Thu truyền thống đã được tổ chức tại nhiều nơi ở Hà Nội như Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hồ Văn, Phố Cổ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long. Hoạt động đón Tết Trung Thu tại các di sản là một đặc sản của Hà Nội. Con rất thích tham gia hoạt động Trung Thu truyền thống như là làm đồng đèn ông sao, tìm hiểu về Trung Thu ngày xưa. Tôi nghĩ ngoài cái việc mà để cho phục vụ với người dân thủ đô, đặc biệt là các em, thì đây là một cái nét văn hóa riêng của chúng ta rất là hút khách du lịch. Bởi vì họ rất là lạ khi mà họ đến đây đúng vào cái lúc mà cái sắc thái văn hóa của chúng ta đang được phổ biến. Với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Tết Trung Thu truyền thống tạo không gian vui chơi bổ ích, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
toát lên một cái giá trị giáo dục đạo đức rất là cao. Nó mang rất là nhiều các hình ảnh của làng quê dân dã từ cổ xưa. Tết Trung Thu với những giá trị văn hóa cao đẹp, bản sắc văn hóa của người Việt, giữ gìn và phát huy vẻ đẹp thuần hậu, nguyên sơ của Tết Trung Thu trong bối cảnh toàn cầu hóa là việc làm cần thiết và có ý nghĩa hiện nay. Thưa quý vị, Tết Trung Thu là một ngày có ý nghĩa của các em nhỏ trên cả nước. Và với các em nhỏ đặc biệt của Trường Phổ thông Cơ sở Hy vọng thành phố Hà Nội, Tết Trung Thu năm nay lại mang nhiều ý nghĩa hơn, bởi đây là một ngày trọn vẹn niềm vui của các em nhỏ kém may mắn ở nơi đây. Trường Phổ thông Cơ sở Hy vọng, mái nhà của các em nhỏ đặc biệt. Buổi học hôm nay cũng là một buổi học với chủ đề hết sức đặc biệt. Trong tiết phát triển giao tiếp của chúng ta ngày hôm nay, các con sẽ cùng học về chủ đề Trung Thu. Vậy các con có thích không? Có. Với các em học sinh của trường Hy vọng có rất nhiều hoàn cảnh. Có những trường hợp trong gia đình cả hai anh chị em cùng bị khiếm thính. Có trường hợp thì bố mẹ là người khiếm thính và sinh con khiếm thính. Và có những cái trường hợp rất buồn là khi con bị như vậy thì bố mẹ không quan tâm đến con, để con cho ông bà nuôi. Đó là trường hợp của em Nguyễn Thị Phương Linh, một trong những học sinh giỏi nhất của trường. Khiếm thính, bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Nhưng em Linh lại giống như người chị cả của các em học sinh ở đây, trò chuyện với các em, chăm sóc các em, thậm chí là dạy các em tập nhảy để biểu diễn cho dịp Trung Thu. Trung Thu là tên của chị Hằng à? Sẽ là mỗi mai đến Trung Thu, sau đó mai của em với mua mạng nữa. Em học trên mạng. Đèn ông sao lấp lánh. Chị Hằng, chú Cuội. Những món quà nhỏ, những ánh mắt long lanh và cả những nụ cười hồn nhiên. Đó là Trung Thu năm nay của các em. Chúng tôi không mong muốn gì hơn là được tạo ra một Trung Thu, một ngày mà các bạn có thể nhớ là kỷ niệm đẹp với tất cả các bạn, học sinh và các thầy cô ở trong trường. Tết Trung Thu có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Đó có thể là Tết đoàn viên, ngày mà gia đình quây quần sum họp. Có thể là ngày mà trẻ em được cha mẹ đưa đi chơi, được mua những món đồ chơi xa xỉ. Hay chỉ đơn giản là một ngày trọn vẹn niềm vui của các em nhỏ kém may mắn ở nơi đây.